Mẹo tẩy nhựa mít đơn giản. Mít là trái cây được nhiều người yêu thích vào mùa hè, nhưng cũng gây khó chịu bởi nhựa rất dính và khó làm sạch của nó. Một số mẹo đơn giản dưới đây giúp việc bổ mít, ăn mít trở nên dễ dàng hơn và không còn bị ám ảnh bởi nhựa mít dính tay, dính dao, cùng mẹo và cuộc sống xem qua nhé. Số 1: Dùng gạo. Theo kinh nghiệm dân gian, khi bị nhựa mít dính vào tay hoặc dao chỉ cần cho tay vào thùng gạo rồi chà xát Lúc này cám gạo bám vào tay khiến nhựa mít mất độ bám rồi vón cục lại bong ra, rửa sạch lại là được. Số 2. Dùng dầu hỏa hoặc xăng. Mẹo này gắn bó. Với tuổi thơ nhiều người thỏa trước chưa có điện còn học bài bằng đèn dầu hỏa. Mỗi lần nhà ăn mít nếu nhựa dính tay bên cạnh xoa cám gạo thì mọi người hay dùng dầu hỏa. Dầu hỏa là chất dung môi có cấu trúc phân tử không phân cực vì thế dễ làm tan nhựa mít. Số 3. Dùng dầu ăn lấy chút dầu ăn thoa lên tay hoặc dao trước khi bổ hoặc tách muối mít chính là cách mà hiện nay nhiều người hay áp dụng, sau đó rửa sạch lại là được. Dầu ăn cũng như dầu hỏa là dung môi không phân cực nên làm tan nhựa mít dễ dàng. Số 4. Dùng chanh hoặc giấm axit có trong chanh, giấm vừa giúp bông nhựa mít lại có mùi thơm dịu, mềm mại cho da tay, tốt cho những người có da nhạy cảm. Số 5. Dùng tro bếp cũng giống như cám gạo khi xoa tay hoặc dao vào tro bếp cũng khiến nhựa mít mất đi độ dính rồi bong ra. Cách này hiện nay ở thôn quê, các bà các chị vẫn thường dùng nếu nhà còn nấu bếp củi. Tuy nhiên, ở thành thị cách này khó áp dụng vì không có sẵn tro bếp. Số 6. Dùng lá mướp Theo lối xưa, các cụ vẫn truyền miệng cách cụ dùng lá mướp trà sát vào dao sẽ giúp bong nhựa mít, sau đó rửa sạch lại là được. Số 7. Nhúng dao qua nước khi bổ mít Để sẵn một chậu nước sạch bên cạnh khi bổ mít, cứ mỗi lần bổ là dấp nước trước thì phần nhựa sẽ không dính vào dao. Số 8. Hơ dao qua lửa Một cách khác để xử lý nhựa mít bám dày đặt trên dao là hơ qua lửa cho nhựa tan chảy rồi dùng giấy ăn lau hết rửa sạch lại là được. Trên đây là các cách tẩy nhựa mít dính trên tay, trên dao, hãy áp dụng khi cần thiết nhé. Chúc bạn vui vẻ!